Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Hôm nay, ngày 7 tháng 1, Quốc hội dành thời gian thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thành viên chính phủ có liên quan phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Tại phiên thảo luận trực tuyến, các đại biểu đánh giá cao việc chính phủ bổ sung các chính sách tài khoá để hỗ trợ cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cần bảo đảm cân đối hơn nữa các chính sách dành cho lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực xã hội, đặc biệt là vấn đề lao động việc làm, đào tạo nghề phải được tính toán, giải quyết tổng thể, cụ thể. Các chính sách tài khoá tiền tệ phải vừa bảo đảm xử lý các vấn đề cấp bách trước mắt, vừa bảo đảm các vấn đề phát triển lâu dài và phù hợp với định hướng tái cơ cấu nền kinh tế. Theo đó, cần làm rõ cam kết đầu ra của đề án, bảo đảm việc thực hiện hiệu quả các chính sách. Lần này, chúng ta phân bổ hơn 346.000 tỷ cho nhiều mục tiêu khác nhau. Có những mục tiêu thì được phân bổ trực tiếp, có những mục tiêu thì thông qua các công cụ khác như công cụ thuế, công cụ hỗ trợ lãi suất. Tuy nhiên, dù trực tiếp hay là gián tiếp thì tôi cũng cho rằng cần có những nguyên tắc, tiêu chí cụ thể tương ứng với từng gói chính sách. Tham gia đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận trực tuyến, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thống nhất cao sự cần thiết phải ban hành nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc tính toán đến vấn đề bộ chi cho cả giai đoạn 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025. Việc dự kiến tăng bộ chi ngân sách nhà nước 240.000 tỷ đồng để thực hiện gói hỗ trợ chính sách tài khoá trong 2 năm 2022-2023 là cần thiết và phù hợp, góp phần sớm phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nuôi dưỡng nguồn thu và tạo động lực tăng trưởng mới trong dài hạn. Tuy nhiên, cũng đề nghị cần cân nhắc tính toán đến vấn đề mức bộ chi cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025 để đảm bảo phù hợp theo kế hoạch tài chính quốc gia mà Quốc hội đã thông qua. Đa số các đại biểu đều cho rằng đề án trình Quốc hội lần này là chủ trương hoàn toàn đúng đắn kịp thời, nhưng đây cũng là công việc hết sức khó khăn, là thử thách, đòi hỏi trí tuệ và sự quyết tâm. Cần có những bước đi thật sự vững chắc để đạt được những kết quả thực chất trong thực tế.